Mấy to? Đây là cái sự việc nó là như này. Cháu mà không phải con người, cháu là cái con người bắt dạy được bây giờ cả. Đúng là cái việc làm nô đề là cháu mới làm. Đấy, cho nên là đến ngày mẹ là cháu có tội thì cháu nhận nhiều cái này đó. Cháu cảm chú đây, cháu rất chi là vui mừng. Mà đổi lại với chúng mình như thế thôi. Còn là cháu là có tội nhận. Đâu cháu sai đến đấy. Chứ còn cái việc khẩn lý mà để chú ảnh hưởng cái gì đấy là cháu phải xin lỗi chú. Suy nghĩ đông cả của cháu thôi. Thế bây giờ nguyện vọng cháu cháu muốn nói với các chú cái gì? Vì con người của cháu là ngoài thật quý cơ. Chỉ việc ngoài xảy ra cũng để nhiều người đã khác cả. Cháu muốn xin lỗi chú thôi. Chứ còn cháu có tội đi là cháu phải chịu rồi. Rồi, được rồi. Tức là cháu nhận thấy cái hành vi của cháu vừa rồi là không đúng đúng không? Không đúng đúng không? Cứ bình tĩnh cháu cứ nói đi. Cháu rất chi tình cảm như đó. Cứ nói xong chú sẽ bọn chú sẽ cân nhắc những cái điều cháu nói. Là ra cho nó là cho nhi mẹ mẹ cháu. Là cho con với cháu luôn. Việc như này cháu mà đi thì mẹ nó rất buồn. Đấy cháu muốn nói đi. Thế thôi. Chưa thì cháu rất nghĩ già lỡ rồi lại biết nghĩ đến mẹ. Nghĩ dần để biết xây dựng cho gia đình mình. Đến lúc biết như này đúng là cái việc này xảy ra là quá đen rồi cháu. Nhưng mà lúc chiều nãy cháu nói với chú là vì cháu không có việc gì làm thì cháu mới nhận cát đề đúng không? Dạ vâng, với lại cháu, đúng không? Cháu cũng như thế này, cháu là cái doanh thu của cháu cũng đủ cho hàng tháng cho cả gia đình tiêu. Nhưng mới đây là cháu cũng mới có ý định xây nhà cho mẹ ở. Thì là trong thời gian xây nhà cháu mới bắt đầu xây nhà được một tháng thì là cháu có suy nghĩ làm cái này. Suy nghĩ nhặt của mấy anh em mình cũng ăn rồi, mình kiếm thêm vài đồng thu nhập để mình xây vào cái nhà. Để lúc ngày hôm nay là cháu rất vui. Thế thì cháu nhận thức về cái việc cháu làm vừa qua thế nào? Là cháu thấy sai. Sai đúng không? Vâng, nghĩ nông cạn quá, không nghĩ là làm như thế bị ảnh hưởng. Cháu đáng lên cái thì thấy người ta bình luận cũng không hay cái là cháu kéo xuống luôn. Và rất chỉ là nhận luôn từ lúc đấy luôn. Về chú hỏi thật là thế cái thằng xe đạp điện gì nhỉ? MB. Vâng. MB nó hứa nó cho cháu cái gì? Nó có cái ý tưởng như thế với mình cũng đọc cái bài báo như vậy là cháu cũng định lấy xe đạp điện về cho mẹ cháu đi. Thế đến lúc cháu chưa nhận xe đạp điện thì cháu đăng lên nó bị xử lý như này là cháu cũng bực mình, cháu cũng thôi bực được, mình với thằng đấy kiểu được. Như nó xui dại mình, nó cho mình vào thế thì bây giờ chú hỏi một câu nữa nhá. Chú cháu cứ trả lời bên thoải mái. Thế bây giờ bạn gái cháu hôm qua chứng kiến cái việc mà cháu chơi ngựa như thế đúng không? Thế bạn gái cháu bảo thế không? Cũng là thì cũng nói còn chồng chẳng bao giờ chơi cả, nhưng mà hôm nay rất buồn cho chồng chơi một hôm, vợ đừng nói gì cả, không chồng chơi không được thoải mái nên là cháu chơi một lúc. Như trước đây vẫn chơi nhiều rồi đúng không? Ngày xưa cháu chơi nhiều, đến lúc về thì cháu anh em cháu không ai chơi cả thì là mình không chơi nữa. Rồi thôi bây giờ chú chỉ có lời khuyên như này nhá. Đã vào đây rồi thì phải hết sức là nghiêm túc phải không? Dạ vâng. Hết sức là trung thực đúng không? Đấy, thì sớm được về để cưới vợ nhé. Dạ. Chứ không là cháu sẽ không có cơ hội về sớm để về cưới vợ đâu nhé. Dạ. Bố mẹ ở nhà lại mong chờ đúng. Bây giờ là biết suy nghĩ rồi, như thế là ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến người này người khác đúng không? Dạ. Mà mình lớn như thế này rồi lại để bố mẹ rất là buồn phải không? Dạ. Rất là đông cạn nhé. Nhé. Dạ vâng. Thế được rồi, yên tâm nhé. Mình thì mình cứ tưởng mình là anh hùng. Thì bây giờ như thế này thì biết bao giờ về được với gia đình. Mẹ già ở nhà mình biết trông cậy vào ai. Cho chú chỉ khuyên nhau một điều là thôi ạ, bao đến cơm làm việc với công an hết sức là trung thực, cầu thị và nhận tất những cái gì mà mình thấy mình sai thì mình phải nhận. Ăn năn hối lỗi để được nhận đón nhận một sự khoan hồng sớm được về như cháu nói là về đúng không? Bây giờ cháu muốn nói một câu gì được không? Xã hội là thời gian qua là sai. Mẹ cũng
nhắn được cho mẹ ha. Cô nhắn được cho mẹ. Nhắn được mẹ, nhắn được mọi người. Tôi nói thật lòng, mình vào đây mình không còn là diễn viên đâu, như ở bên ngoài đâu. Mình nói thật, mình cứ thể hiện hết cái cảm xúc của mình không sao. Mình thấy có cần gì nói lời xin lỗi với mẹ, với các anh, với các chị gái của mình, anh rể của mình, các cháu của mình, những người thân của mình, những bạn bè của mình. Cần nói lời hoái lời xin lỗi thì cho nói. Mà cần phải nhắn nhủ họ những cái điều gì để làm người tốt cho xã hội. Cháu cứ nói mạnh dạn, nói đi, nhắn nhủ gì đó. Nhắn nhủ đấy, bên nhà cháu ở nhà cái người sức khỏe, cháu cũng mời phải cảm giảm cho cháu phải là tốt, sống trở về với mẹ. Nhưng nhắn các chị ở nhà cũng phải lo cho em quá, sống tốt là được. Còn nhắn với này, anh làm sao các em là luôn các em là làm những việc chân chính, làm những việc xứng đáng, được làm những việc gì sai sao để